Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba ngày 14 tháng 5 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng nhẹ, đưa mức 2.338,9 đô la Mỹ trên một ounce sau khi mà có một phiên giảm mạnh trong đêm qua theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, đứng ở mức 105,27 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin quay đầu giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 2%, đứng ở mức 61.729 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ, đứng ở mức 4,484% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô cũng giảm nhẹ, đứng ở mức 78,8 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong sáng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đang họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng. Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà đã báo cáo về diễn biến thị trường vàng trong nước và thế giới, công tác quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, đấu thầu cung cấp vàng miếng cho thị trường, việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, cũng như của lãnh đạo Chính phủ đối với công tác điều hành giá vàng miếng. Tại cuộc họp, các đại diện Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, công ty SJC đã trao đổi về diễn biến giá vàng thế giới, giá vàng trong nước, nhất là giá vàng miếng SJC, phân tích nguyên nhân giá vàng miếng SJC trong nước chênh lệch cao với giá vàng trên thị trường thế giới, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường vàng, sử dụng hóa đơn điện tử trong mua bán vàng, phòng chống buôn lậu vàng, qua đó đề xuất các giải pháp để quản lý thị trường vàng trước mắt và lâu dài. Các ý kiến cho rằng, vấn đề cấp bách hiện nay là triển khai các giải pháp đồng bộ cả tăng về nguồn cung, tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm để giá vàng miếng SJC đỡ nhảy múa hoặc là biên độ nhảy múa ít hơn. Theo đại diện các bộ phận, doanh nghiệp cũng đề xuất các giải pháp để tăng cung vàng miếng SJC hạ nhiệt thị trường. Trong đó có vấn đề giá chào sàn phù hợp để tổ chức thành công các phiên đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Về căn cơ lâu dài, cần phải sửa đổi Nghị định 24 năm 2012 theo hướng bỏ độc quyền thương hiệu vàng miếng SJC, chuyển sang quản lý vàng miếng là vàng chất lượng 4 số 9, còn vàng trang sức thì coi là hóa bình thường. Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thanh tra kiểm tra thị trường vàng, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo và đề xuất thành lập đoàn thanh tra liên ngành với thành phần tham gia của Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công thương và Bộ Tài chính. Hiện tại các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước đang tiến hành khảo sát thực tế để đảm bảo việc thanh tra hiệu quả. Dự kiến trong ngày mai sẽ hoàn thành khảo sát, sau đó sẽ báo cáo Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước. Dự kiến trong tuần tới sẽ ra quyết định thanh tra, tinh thần là thanh tra kỹ lưỡng, chặt chẽ theo đúng quy định của Nghị định 24 năm 2012, kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đầu cơ làm giá. Phải thanh tra mới đánh giá được toàn diện thực trạng, nguyên nhân qua đó mới đề xuất được giải pháp tối ưu để quản lý hiệu quả thị trường vàng trong thời gian tới. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao ý kiến phát biểu của đại diện các bộ ngành Thành phố Hồ Chí Minh và công ty SJC, yêu cầu các bộ ngành, địa phương căn cứ vào chức năng cũng như nhiệm vụ thẩm quyền được giao, căn cứ vào các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật, triển khai ngay các biện pháp để giải quyết bất cập của thị trường vàng hiện nay, bảo đảm thị trường vàng vận hành ổn định với giá vàng miếng ở mức hợp lý. Còn đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, thu thập thêm thông tin, số liệu để đánh giá đầy đủ về cung cũng như là cầu, tình hình hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng để có giải pháp phù hợp và hiệu quả. Về việc tiến hành thanh tra kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công thương cử các cán bộ có năng lực am hiểu thực tế tham gia đoàn thanh tra liên ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chậm nhất là cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra. Đề nghị các cơ quan bộ ngành địa phương qua thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng nếu phát hiện vi phạm chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh đó, theo thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, đầu giờ chiều ngày hôm nay ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước đã đấu thầu thành công 81 lô vàng, tương ứng với 8.100 lượng vàng cùng với 8 thành viên trúng thầu.
Theo đó, giá trúng thầu cao nhất là 87,73 triệu đồng trên một lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 87,72 triệu đồng trên một lượng. Việc đấu thầu vàng miếng lần này nhằm can thiệp kịp thời xử lý tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng trên thị trường thế giới chênh lệch ở mức cao, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước phiên đấu thầu sáng ngày 14 tháng 5, giá vàng miếng SJC trong nước được điều chỉnh giảm cả triệu đồng trên một lượng. Tuy nhiên thì chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra lên tới 3 triệu đồng trên một lượng. Và như vậy, sau 2 ngày, giá vàng SJC đột ngột giảm sau yêu cầu khẩn thanh tra thị trường của Chính phủ. Mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm gần 5 triệu đồng trên một lượng, về dưới mức 90 triệu đồng trên một lượng. Và dự kiến trong tuần này, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức một phiên đấu thầu nữa để tăng nguồn cung ra thị trường. Về phía Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng để giảm thiểu rủi ro trước tình hình biến động giá vàng của thị trường thế giới và việc điều hành kiểm soát thị trường vàng thời gian tới. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay. Nhìn chung thì mặt hàng vàng miếng cũng như là vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì trong xuống giảm. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng thương mại mua vào mức 25.152 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra 25.482 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.750 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.820 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 150.000 đồng trên một chỉ mua vào. Chiều bán ra giảm 100.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 3 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.650.000, bán ra 8.850.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. Phú Quý SJC mua vào 8.700.000, bán ra 8.880.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.710.000, bán ra 8.900.000. My Hồng SJC mua vào 8.750.000, bán ra 8.920.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 8.650.000, bán ra 8.900.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 8.650.000, bán ra 8.850.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 8.600.000, bán ra 8.902.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì đà giảm mạnh, giảm 1.500.000 đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 150.000 đồng trên một chỉ chiều mua, 100.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang ở mức 3 triệu đồng trên lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. SJC Huế, Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 8.600.000, bán ra 8.900.000. Cuối cùng là giá nhất bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại vẫn duy trì đà giảm nhẹ và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.460.000, bán ra 7.630.000. Vàng 4 số 9 mua vào 7.440.000, bán ra 7.550.000. Vàng 24K mua vào 7.275,2 nghìn, bán ra 7.475,2 nghìn. Vàng 18K mua vào 5.428,1 nghìn, bán ra 5.678,1 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.167,1 nghìn, bán ra 4.417,1 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.913,7 nghìn, bán ra 3.163,7 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.